Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Cam Thịnh Tây, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cậy hào mưu sinh trên vịnh. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 456. Những ngày cuối năm, người lao động mưu sinh bám trụ nơi vỉa hè vẫn tất bật, mong có được một cái Tết ấm no. Phản ánh của khán giả Trần Tính có số điện thoại 0947 và số cuối 754. Thời tiết thất thường khiến người trồng mai ở thủ phủ mai miền Trung, An Nhơn, Bình Định như ngồi trên đống lửa, sợ mai nở không đúng dịp. Phản ánh của khán giả Trần Tím có số điện thoại 0917 3 số cuối 634. Tết đã cận kề, làng làm bánh đa nem ở xã Thịnh Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu đỏ lửa suốt ngày đêm để kịp cung ứng ra thị trường. Phản ánh của khán giả Mai Anh có số điện thoại 0837 3 số cuối 941. Đam mê về hoa, một phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh đã tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng sống động từ đất sét. Chia sẻ của khán giả Thu Hà có số điện thoại 0942 và số cuối 814. Thưa quý vị, trong khi hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số đều sinh sống với nghề đi núi, làm nương rẫy, thì đồng bào dân tộc thiểu số xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, một xã khô cằn nắng cháy, nằm về phía cực nam của tỉnh Khánh Hòa đều đã phải ra biển để mưu sinh bằng nghề cào sò, cào ốc, cậy hàu trên các bãi cạn ven vịnh Cam Ranh từ nhiều năm nay. Nhất là những ngày này, bà con muốn kiếm thu nhập để tiêu xài Tết sắp đến. Cứ vào mỗi buổi sáng hàng ngày, hầu hết bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã Cam Thịnh Tây đều ra các bãi cạn ven vịnh Cam Ranh để cào bắt sò ốc mưu sinh. Nhiều người chia ra từng nhóm để cào từng con sò còn ốc, cậy từng con hàu còn dính chặt trên các tảng đá san hô bằng các dụng cụ mang theo rất đơn sơ như dựa, dao, cây đinh ba để cào đất đá, sau đó cho vào gùi. Là người dân tộc xã Cam Thịnh Tây, con hàng ngày con đi bắt sò, bắt ốc không có làm nghề gì con khác, làm gì nghề gì ở nhà nghèo. Một ngày có khi có 50.000, có khi có 100.000, một ngày 100.000, khi có không có 50.000, 30.000. Sò, ốc, hàu, bà con kiếm được đều đem bán lại cho các đìa trại tại đây để làm thức ăn cho tôm cá. Bình quân mỗi người sau một buổi cào sò ốc cũng kiếm được trên dưới 100.000 đồng. Được biết, nghề cào sò, cào ốc đã ổn định được cuộc sống của hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số xã Cam Thịnh Tây từ nhiều năm nay. Thưa quý vị, những ngày cuối năm ai ai cũng mong ngóng sớm đến Tết để được sum họp cùng gia đình, người thân, chia sẻ những câu chuyện trong năm qua, gửi nhau những lời chúc tốt đẹp dịp năm mới. Bên gia đình chính là Tết, nhưng hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại là ước mơ rất xa vời đối với những mảnh đời hàng ngày phải bươn chải, mưu sinh trên vỉa hè vì miếng cơm manh áo. Họ dường như đã quên cảm giác được hưởng cái Tết sum vầy, đầm ấm và yêu thương. Cận kề những ngày cuối cùng của năm, Cần Thơ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người người nhà nhà tất bật hoàn thành nốt những công việc còn đang dang dở để có thể an tâm bắt những chuyến xe trở về quê đoàn viên cùng gia đình. Nhưng đâu ai biết rằng, ẩn khuất sau thành phố tấp nập của Cần Thơ, còn những người lao động nghèo vẫn còn tranh thủ chút thời gian còn lại của năm, hối hả mưu sinh, mong có thể kiếm thêm thu nhập để có một cái Tết đầm ấm hơn. Rong ruổi với gánh cốm dẹp và kẹo mạch nha hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Vân cho biết, mỗi ngày bà đều gánh đi bán ở khắp các tuyến đường của thành phố Cần Thơ. Mấy năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên buôn bán cũng khó khăn, có khi đến 12 giờ khuya mới về đến nhà.
vợ là bà đi vòng vòng ở cầu Bình Ngọc á, cái chợ nghiệp xong rồi bà cỡ 7 giờ bà lại đây cá luôn con bán cái bữa 30 Tết là cái gì. Nếu bà muốn nào bà ngồi tại đây nè cho nhiều người luôn biết bà đi ủng hộ bà rất cảm ơn. Không khí Tết đến gần, những người phụ nữ mưu sinh mỗi ngày chỉ ngả lưng 3 đến 4 tiếng bởi phải tăng ca, rong ruổi khắp mọi nẻo đường của Cần Thơ. Dù Tết đến gần, nhưng bà Đào Cẩm Thảo vẫn miệt mài bên gánh xôi nhỏ của mình với ước mong Tết năm nay được một bữa cơm trọn vẹn cùng gia đình. Đi theo cái khách hàng mua về tiền lời tiền vốn được 150, còn bất kỳ mua cái nào cũng có. Thì bình thường thôi, tại vì bán một ngày được mức lời rất ít, cân bình một ngày chỉ cân bình ngày có 30 ngàn. Với đôi quang gánh trên vai, những con người nhỏ bé đã gánh cả cuộc đời và gia đình họ trên đôi vai của mình. Ngày này qua ngày khác, họ tích cóp mồ hôi và nước mắt để mái nhà ở quê thêm lành lặn, bát cơm trong ngày Tết của con cái họ được đầy hơn. Có lẽ Tết đối với họ cũng chẳng khác gì so với những ngày thường, vẫn phải tiếp tục với cuộc sống mưu sinh. Nhưng trong ánh mắt họ vẫn sáng lên niềm tin về một ngày mai dễ dàng hơn. Năm nay, thời tiết thất thường khiến cây mai vàng nở sớm hơn dự kiến. Điều này đã khiến nhiều nhà vườn trồng mai Tết ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi được xem là thủ phủ mai vàng miền Trung, như ngồi trên đống lửa. Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được coi là thủ phủ mai vàng với hàng triệu chậu mai được xuất bán đi cả nước mỗi dịp Tết. Nghề trồng mai đã và đang đem lại cuộc sống ổn định cho người dân vùng này. Trong đó, không ít hộ dân đã cất được nhà lầu, mua xe hơi, có tiền cho con cái học thành tài. Tuy nhiên năm nay, nhiều người trồng mai ở đây như ngồi trên đống lửa vì mai trổ bông sớm trước Tết Nguyên đán 2023. Năm nay, vườn mai của ông Nguyễn Thái Sang có hơn 1.000 gốc mai có thể xuất bán. Thế nhưng do ảnh hưởng của thời tiết nên đã có khoảng 150 cây bị nở hoa sớm. Theo những nghệ nhân trồng mai lâu năm tại đây thì hiện tượng này khá hiếm gặp bởi thông thường phải đến khi lặt lá thì hoa mai mới bắt đầu nở. Một tháng trước vừa rồi là có thời tiết là nó không định, là nó nắng lên, nó nắng như mùa hè. Và ví dụ là trong nắng xong rồi nó hạ, nó mưa, cơn mưa xuống, xong là nắng lên, là búp nó dè quá, là nó phải bung thôi. Thì thời tiết năm nay nó nói chung là khắc nghiệt. Không chỉ vườn mai của ông Sang, hàng trăm vườn mai kiểng ở thị xã An Nhơn của tỉnh Bình Định cũng bắt đầu ra hoa. Trong khi đó, chi phí tăng cao khi nhà vườn phải trả cho nhân công chăm mai 300.000 đồng một ngày. Tiền phân bón cũng tăng gần gấp đôi so với những năm trước, nên tình trạng hoa nở sớm cũng gây thêm phần khó khăn cho bà con trồng mai. Tuy nhiên, hiện thời tiết đang bắt đầu lạnh dần, người trồng mai kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm quá trình nở hoa sớm. Bây giờ chỉ có, ví dụ như nó đột non rồi là mình đừng có ngách. Mình đỡ cho nó bung đọt, cho nó hãm lại. Hơn nữa là bây giờ thời tiết bắt đầu vô lạnh rồi. Bữa nay bắt đầu mới cảm nhận lạnh. Thì lạnh là cái mai là nó tự ngưng lại. Những năm gần đây, doanh thu từ mai Tết của thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đạt khoảng 100 tỷ đồng một năm. Thậm chí dịp Tết Nhâm Dần, thị xã An Nhơn thu về 120 tỷ đồng từ việc bán mai kiểng. Nếu thời tiết thuận lợi, thủ phủ Bình Định vẫn đáp ứng được nhu cầu chơi mai của người chơi hoa trên khắp cả nước trong dịp Tết năm nay. Tết Nguyên đán đang đến gần, đây cũng là thời điểm các mặt hàng nông sản được tiêu thụ mạnh nhất trong năm. Tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, bên cạnh việc xuống giống đa dạng các loại rau màu, thì hiện nay nông dân cũng tích cực trồng và chăm sóc dưa hấu để phục vụ thị trường Tết với hy vọng trúng mùa được giá. Trên vùng đất mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, dưa hấu đang bén rễ xanh tốt. Bà con nông dân hy vọng giá dưa hấu năm nay sẽ cao và hút hàng hơn, góp thêm nguồn thu mỗi khi Tết đến xuân về. Với kinh nghiệm gần 20 năm trồng dưa hấu, năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Thủy Ba mạnh dạn mở rộng diện tích trồng dưa hấu gấp đôi so với năm ngoái. Gần 2 hectare đất, bà đã xuống giống hơn 1.700 gốc dưa hấu, loại dưa mai ăn tiêm và dưa trái dài. Theo bà, năm nay thời tiết thuận lợi nên dưa hấu ít bị sâu bệnh, phát triển tốt và đã cho trái. Đất trống
phân tốt rồi trồng kiếm tiền Tết đồ xài. Tết thì chỉ mình trồng dưa này nó bảnh hơn, thuận mùa hơn mình trồng các thứ khác. Như Tết ấy, thì mình trồng vụ dưa này nó có 2 tháng mấy à, mình thu hoạch rồi. Thành công từ 2 vụ dưa trước, đầu tháng 10 âm lịch năm nay, ông Nguyễn Văn Kiện tiếp tục xuống giống 1.200 gốc dưa hấu Tiểu Long F1 trên đất bờ bao vuông tôm. Hôm nay mong dưa khoảng cỡ 10.000 ký thì mình bán cũng được kiếm chút đỉnh để cuộc sống ăn Tết rồi. Ông Kiện ước tính với đà phát triển như hiện nay thì năm nay ông sẽ cung cấp khoảng 2 tấn dưa cho thị trường. Mà đặc biệt nếu dưa ở mức 10.000 đồng 1 kg như mọi năm thì gia đình ông sẽ có thu nhập khoảng 20 triệu đồng, giúp gia đình có thêm nguồn thu đón Tết sung túc hơn. Vài năm trở lại đây thì người dân trên địa bàn ấp á, thì dịp Tết á, thì trồng các loại hoa màu mà đặc biệt là dưa hấu. Thì bà con mình đó là cải tạo đất để trồng dưa hấu. Những hộ mà có đất theo các cái tiến lộ cũng như đất bờ bao, vuông tôm đều cải tạo để là trồng dưa hấu. Có những hộ thu là hàng chục triệu đồng trên một là vụ dưa. Còn sản phẩm của bà con thì nói chung là bán rất là tốt. Coi như là những hộ dân mà trồng dưa thì bán cho những người dân mà phục vụ cho Tết dưa chưng cũng như là phục vụ cho gia đình để mình dịp Tết là bán thiếu hàng chứ không có tồn động của bà con. Cho nên bà con rất là hăng hái để mà trồng cái vụ dưa cho phục vụ Tết. Theo bà con nông dân ở đây, ở vùng đất mặn như là huyện Ngọc Hiển, việc trồng dưa hấu không khó nhưng tốn công chăm sóc và phải hết sức tỉ mỉ. Tuy nhiên bù lại, dưa đạt chất lượng, trái to, ngon ngọt, nhiều nước. Để dưa đạt năng suất cao, mỗi dây dưa thì nông dân chỉ tuyển chọn từ 1 đến 2 trái và phải chú ý phòng ngừa sâu bệnh. Sau 70 ngày trồng dưa thì bắt đầu cho thu hoạch. Những ngày này, làng nghề làm bánh đan đem truyền thống thôn Bình, Hà Tĩnh đang trong vụ sản xuất bận rộn nhất năm. Chủ xưởng phải thuê thêm nhân công làm việc tới tối muộn nhằm phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán. Đầu tháng Chạp, tháng 12 âm lịch, khắp các khu vực đất trống và mọi ngả đường ở thôn Bình, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đều trải đầy tấm phên phơi bánh đa nem. Đây là nghề truyền thống có từ lâu đời ở vùng quê này. Những ngày này, cơ sở sản xuất bánh đa nem của gia đình anh Trần Hậu Định, 40 tuổi, ở thôn Bình, tất bật từ 4 giờ đến 18 giờ, có hôm lo tráng bánh đỏ lửa đến 20 giờ. Nồi hơi làm bánh hoạt động hết công suất, khiến khu nhà xưởng rộng 400m² luôn nghi ngút hơi nước. Theo anh Định, nghề làm bánh đa nem ở thôn Bình có từ xa xưa, gia đình anh cũng nối nghiệp cha ông để lại. Trước kia, bánh được tráng thủ công bằng tay, còn hơn 10 năm nay, các hộ sản xuất đều đã áp dụng đầu tư máy móc sản xuất mới, đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Nguyên liệu làm bánh là gạo, muối, đường hoặc mật mía. Gạo được ngâm khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, để ráo, vắt thật kỹ rồi xay thành bột. Để bánh có màu, người thợ phải thắng đường đến độ cháy nhất định, đổ nước vào, hòa tan với bột rồi tráng. Người thợ luôn túc trực cạnh máy để điều chỉnh khuôn vì bánh dày hay mỏng phụ thuộc vào khâu này. Bánh khi tráng xong được trải trên tấm phên và xếp vào xe kéo để đưa đi phơi. Anh Định cho biết, ngoài hai vợ chồng anh, xưởng của anh thuê thêm 5 nhân công, làm việc từ sáng tinh mơ đến tối mới đủ hàng phục vụ cho nhu cầu dịp Tết này. Mỗi ngày xưởng làm ra 3 đến 4 vạn bánh, hàng dịp Tết làm ra bao nhiêu cũng hết vì nhu cầu rất lớn. Các lò bánh tráng tận dụng mọi khu đất trống và tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo để phơi bánh. Để bánh có độ dai và ngon, khâu phơi bánh luôn được cần kề, chú trọng kỹ thuật. Với nắng gắt ngày hè, các xưởng sẽ phơi bánh trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, còn mùa đông, thời gian phơi khoảng 3 tiếng đồng hồ. Quá trình phơi, người thợ phải căn giờ lật phên 1 đến 2 lần, cho đều để bánh không bị quá giòn hay nứt vỡ. Hiện nay, thôn Bình có 77 hộ sản xuất bánh đa nem, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động. Mỗi tệp bánh đa nem 100 cái có giá từ 17.000 đến 18.000 đồng. Dịp Tết tăng lên từ 20 đến 25.000 đồng.
từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi niềm đam mê về hoa và vẽ tranh, chị Phạm Thị Giáng Sinh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng sống động từ đất sét. Vốn xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, nhưng cảm thấy công việc này không mang lại niềm hứng khởi cho bản thân, nên chị Giáng Sinh quyết định rẽ hướng, sang học cắm hoa tươi, rồi đến làm hoa giấy. Nhưng cả hai loại hoa này đều có khuyết điểm. Đối với hoa tươi thì không giữ được lâu, còn hoa giấy thì bị hạn chế về màu sắc. Nên chị đã mạnh dạn học hỏi, sáng tạo và tạo ra cho riêng mình bộ sưu tập tranh hoa đất sét. Chọn chất liệu đất sét cho tranh là tại vì cái đất sét khi mà nó ướt á, thì nó sẽ có cái độ mềm mại để là mình tạo dáng, tạo form cho cánh hoa. Cái nữa là khi mà cái đất sét nó chỉ có một màu trắng thôi, lúc mình nhập đất về nó chỉ có một màu trắng thôi, thì lúc đó mình như một người họa sĩ, mình lại phối màu cho những cục đất của mình cho nó tươi tắn cái màu sắc theo cái bức tranh, tông bức tranh của mình, là mình có thể chủ động về màu sắc cho hoa để mà mình gắn lên tranh cho nó hài hòa. Thì cái đất sét là nó đáp ứng được cái nhu cầu đó của mình và mình sử dụng đất sét luôn. Để tạo ra những tác phẩm sinh động như hiện nay, chị đã trải qua một quá trình dài nghiên cứu và học hỏi. Theo chị chia sẻ, lúc mới bắt đầu, mọi thứ đối với chị hoàn toàn mới mẻ và khó khăn. Nhưng may mắn, chị được một người bạn đến nhà hướng dẫn lại cách tạo hình hoa từ loại vật liệu mới này. Để màu sắc của mỗi bông hoa bền và đẹp, chị Sinh thường trộn đất sét với màu sơn dầu và mỗi cánh hoa được chị nặn riêng rồi ghép lại với nhau. Mỗi bức tranh thì được tạo nên từ sự kết hợp của nhiều bông hoa lớn nhỏ khác nhau và tất cả đều được làm bằng tay với nhiều công đoạn tỉ mỉ. Điểm đặc biệt ở mỗi bức tranh mà chị Giáng Sinh làm ra là cả một quá trình lao động sáng tạo, bởi tranh của chị không theo một trường phái nào mà đó là kết quả của sự quan sát, cảm thụ và tái hiện lại. Để hoàn thành một bức tranh hoa đất sét thì như mình nói là mất tầm 7 tới 10 ngày. Thì cái đầu tiên là mình sẽ vẽ tranh, một bức tranh mình vẽ cũng phải mất 1 ngày tới 2 ngày. Trong cái thời gian mình vẽ tranh đó, mình sẽ để qua một bên để bức tranh nó khô hẳn. Và mình dùng khoảng 5 ngày tới 7 ngày để mà mình làm cái bông, tạo hình cho bông hoa đất sét. Bông lớn, bông nhỏ và nhiều kích cỡ cũng như là nhiều màu sắc khác nhau để mà mình lên được bức tranh. Sau đó mình lại dùng khoảng 2 ngày để mà mình gắn cái hoa lên tranh. Với mình thì cái công đoạn vẽ là cái công đoạn nó khó nhất, tại vì nó khó với mình là tại vì mình không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp. Hoa đất sét có ưu điểm là nhìn giống hoa thật, màu sắc tươi tắn, bền màu. Chỉ cần đóng khung, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm cao thì mỗi bức tranh hoa đất sét có thể có tuổi đời lên đến hàng chục năm. Thì như mình chia sẻ là mình rất là thích hoa tươi nên tranh của mình đa số chỉ mô phỏng theo một bình hoa tươi thôi. Thường thì mình ngắm những màu sắc của những bình hoa tươi thật ở ngoài đời ấy, thì mình thấy cái người ta phối màu từng bình hoa nó đi từ tông màu này qua tông màu khác, nó đẹp, thì mình sẽ để ý cái cách phối màu đó và mình làm theo cái ý tưởng của mình tự vẽ, tự kết hoa lên để cho mình cảm thấy yêu thích nhất thì bức tranh nó sẽ hoàn thiện. Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và với sự chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, làng gốm Bát Tràng tại Hà Nội đã sẵn sàng để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn trong dịp mua sắm Tết. Trong những ngày cuối năm này, làng gốm Bát Tràng lại hối hả vào vụ. Hầu hết các xưởng sản xuất ở đây đều đang tất bật chuẩn bị cho ra lò những sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường. Ngoài các vật dụng phổ biến trong gia đình, thì các sản phẩm đặc trưng của ngày Tết như lọ hoa tài lộc, hộp đựng mứt Tết và đặc biệt là linh vật hình con giáp đại diện cho năm mới cũng đang được cho ra lò với số lượng lớn. Thì năm nay cái linh vật mèo năm nay thì cũng được nghiên cứu rất là kỹ, phụ thuộc dựa theo cái bối cảnh của kinh tế xã hội năm nay. Đấy thì tác phẩm này có tên là Kỳ Linh Quý Mão, với một cái thông điệp là
khai mở trên nhãn. Từ cái hình dáng đến cái thần thái thì nó đang thể hiện một cái sự, một cái thông điệp đến quý trưởng chủ nhân sở hữu, một cái sự đối mặt để vượt qua thách thức, vượt qua đại dịch, vượt qua những cái khó khăn về kinh tế trong năm 2023. Theo chia sẻ của một số cơ sở sản xuất gốm tại đây, thì hiện lượng khách mua trực tiếp còn thấp hơn so với năm trước. Tuy nhiên những đơn đặt hàng lớn vẫn ổn định, cộng thêm kênh mua bán online ngày càng phát triển, khiến các cơ sở sản xuất kinh doanh khá lạc quan về sức tiêu thụ trong dịp Tết sắp tới. Từ dự cảm đó, nhiều làng gốm trong làng hiện đang hoạt động hết công suất, chuẩn bị một lượng hàng đủ lớn, phong phú về chủng loại, mẫu mã, giá cả để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Chuẩn bị đón Tết Quý Mão, thì nhằm vì mục đích đó, thì xưởng mình sản xuất rất nhiều các linh vật tập trung vào gốm Quý Mão, đặc biệt là hai mẫu là Quý Mão Dát Vàng và Quý Mão Men Hòa Biến. Để phục vụ nhu cầu cá nhân của khách hàng, thì mình cũng làm thêm không chỉ mèo mà 11 trên 12 linh vật để đủ cả bộ, phục vụ cho đủ nhu cầu của khách hàng trong năm nay. Với mong muốn đem đến những mặt hàng vừa bền vừa đẹp, phục vụ nhu cầu sử dụng, chơi Tết của người dân cả nước, những người thợ của làng nghề Bát Tràng đã cố gắng trau chuốt, tỉ mỉ trong từng công đoạn để cho ra đời những sản phẩm thẩm mỹ nhất. Rất nhiều mẫu mã đa dạng, chủng loại mà màu sắc mà kiểu cách rất đẹp. Tôi đã chọn một sản phẩm mèo thần tài để tặng đối tác, để giúp năm mới thì đối tác có thể thu hút tài lộc và cũng như đem lại may mắn. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm đại trà, nhiều nghệ nhân, thợ giỏi còn đưa ra những mặt hàng độc bản để phục vụ khách hàng phân khúc cao cấp. Sáng tạo không ngừng và đa dạng các sản phẩm của nghệ nhân và doanh nghiệp tại làng Bát Tràng đã giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn khi mua sắm dịp Tết. Đây cũng là dấu hiệu đáng mừng trong thời gian thích nghi với trạng thái mới sau nhiều diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Khi hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số đều sinh sống với nghề đi núi, làm nương rẫy, thì đồng bào dân tộc thiểu số xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, một xã khô cằn nắng cháy nằm về phía cực nam của tỉnh Khánh Hòa, đều đã phải ra biển để mưu sinh bằng nghề cào sò, cào ốc, cạy hàu trên các bãi cạn ven vịnh Cam Ranh từ nhiều năm nay. Nhất là những ngày này, bà con muốn kiếm thêm thu nhập để tiêu xài Tết sắp đến. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 465. Những ngày cuối năm, ai ai cũng mong ngóng sớm đến Tết để được sum họp cùng gia đình, người thân, chia sẻ những câu chuyện trong năm qua, gửi nhau những lời chúc tốt đẹp dịp năm mới. Bên gia đình chính là Tết, nhưng hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại là mơ ước rất xa vời đối với những mảnh đời hàng ngày còn đang phải bươn chải, mưu sinh trên vỉa hè vì miếng cơm manh áo. Họ dường như đã quên cảm giác được hưởng cái Tết sum vầy, đầm ấm và yêu thương. Phản ánh của khán giả Trần Tính có số điện thoại 0947 3 số cuối 754. Năm nay thời tiết thất thường khiến cây mai vàng nở sớm hơn dự kiến. Điều này đã khiến nhiều nhà vườn trồng mai Tết ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi được xem là thủ phủ mai vàng miền Trung, như ngồi trên đống lửa. Chi phí tăng cao khi nhà vườn phải trả cho nhân công chăm mai 300.000 đồng mỗi ngày. Tiền phân bón cũng tăng gần gấp đôi so với những năm trước, nên tình trạng hoa nở sớm cũng gây thêm phần khó khăn cho bà con trồng mai. Tuy nhiên, hiện thời tiết đang bắt đầu lạnh dần, người trồng mai kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm quá trình nở hoa sớm. Phản ánh của khán giả Trần Tím có số điện thoại 0917 3 số cuối 634. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhansa@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.